Rồi, chào tất cả anh cầu thủ nha. Quay trở lại video ngày hôm nay, video ngày 22 tháng 8 nha. Thì video lên cho mình tổng cộng ở đây có 22 mẫu cần. Thì đây là hàng đẹp nha. Thì giới thiệu sơ lược ở đây những dòng như là cần ISO, cần súp đầy đủ nha. Ở đây thì có dòng như là Daiwa này, 30, cần 30 Shimano dòng là Pro súp. Cần 30 set cho mình nha. Thì có một con gà Makasu. Đây, ba khúc cho mình, khoen ship. Cần tay thì có những dòng như Daiwa này, Adixin. Ở đây thì có dòng nội địa Nhật nha, từ 3m6, 8m1 và có 8m zoom 9m nha. Đây, nội địa Nhật, made in Japan. Một số cần lô thì có dòng như máy đứng này, máy ngang, Daiwa, Maso Rap, Abu. Có cần một khúc, cầu zip cầu biển, đây một có một số cần cắm gốc nha. Mấy con này thì siêu bộ lực, cho nên mình zip biển này, zip mồi hàng nặng á. Đây, cầu ngâm của đấy nha, của Shimano, đồ điện Nhật. Có một số ở đây thì cứng dòng như 2 và 3 khúc, độ cứng cao nha. Cứng từ 30 cho đến 150, bên cá tra, cá chim, bộ lực cho mình. Thì em sẽ báo rõ tình trạng của các cần ở đây trên video, anh em lưu ý là xem kỹ video nha. Chốt đơn cứ liên hệ trực tiếp là Duy 0923 534 779. Bên em thì sẽ ship có toàn quốc nha. Hàng đến anh em nhận hàng nha, tháo ra kiểm tra đúng hàng đúng cần thì mình có thanh toán tiền của nhân viên giao hàng thôi. Rồi lên cho mình là mã số 1 thì đây sẽ có một con cần, con này thì dạng con ngâm cổ đơn, cần carbon nha. Đây, tổng thể thế này. Con này có độ dài của cần á là 2m7, độ cứng 15 nha. Đây độ cứng 15 thì cũng dạng con ngâm cổ đơn thôi. Tổng thể thế này. Bắt cập Fuji F6, dạng khoen Fuji, khoen lớn nha. Loại sữa đá xám. Con này ngọn cần tôi đo cho mình là ngọn 2 ly, độ cứng 15. Ngọn sẽ có 1 này. Đây, 2 khoen chạy nha. Con này thì cung ngâm cổ đơn được cho mình ạ. Mấy con này thì lua rút cũng được nha. Nhưng mà con này thì câu nó đa năng, câu lua rút hay mình câu đài cũng được này. Đây, cung ngâm. Con này thì khoen pad Fuji. Trọng lượng cần á, thì cần được là 190g, mã số 1, giá 500 nha, 500.000 ạ. Mã số 2 thì ở đây sẽ có một con cần lục nha. Con này dạng là cần lục, cần súp, cần carbon. Độ dài con này là 3m9. Đây, tổng thể thế này. 3m9 nha, con này khoen pad của mình là khoen pad Fuji, loại xì đá xám hết. Ngọn cần thì đo cho mình là ngọn 2.4 ly. Độ cứng con này ra cho mình tầm khoảng 25, tầm khoảng 2x. Thế là mình đánh đầu cần gần bờ. Đây, đánh bạc bãi bạc biển được nha. Đây, cùng ngân của đời được này. Đây, lóng rất là đẹp. Tổng thể thì con này sẽ rơi cho mình tầm khoảng vào trên 90% nha anh em. Đây, trên 90 nha. Nước sơn thì màu đỏ. Khoen pad Fuji. Khoen con này thì còn đẹp nha, nó không nứt chân cho mình ạ. Trọng lượng cần thì cân được là 300g, mã số 2, giá 700.000. 700 nha. Mã số 3 thì ở đây sẽ có một con cần lục. Con này là cần lục carbon của Daiwa nha anh em. Đây, Daiwa nha. Độ dài con này là 4m2, độ cứng là 30 của dòng là T-Sup nè. Hàng của bên hàng Việt Nam xuất thị trường Nhật nha. Ở Daiwa thì sẽ có một cái nhà máy ở Đà Nẵng nha anh em. Em lưu ý nha. Mã code này và tem vàng đầy đủ hết cho mình ạ. Đây, tổng thể này. Con này thì pad cao nha. Pad hiện tại ok là pad cao. Pad thì bên đây vẫn hỗ trợ hạ pad. Pad gặp Fuji F7, dạng khoen Fuji. Đây, loại xì đá xám. Cái chỗ này thì nó bị xước nha. Xước sơn cho mình này. Đây, xước sơn nha. Lý nha. Không ảnh hưởng gì. Con này ngọn hiện tại thì ngọn lớn. 4m2 nha này. Anh em lưu ý nha. Con này bị hụt 5 phân nha. Hiện tại nó còn 4m15 thôi. Hụt 5 phân. Thì em đo thì còn đúng 4m15. Thì ngọn cần á thì đo cho mình tầm khoảng 2.8 ly, thì ngọn sẽ có 1 và 2 khuyên chạy nha, Fuji. Đây thì nó sẽ lai cho một cái khuyên thường nha. Đây, em lưu ý cho em khuyên thường này, phần carbon xoắn vân này. Đây, này qua 4m2, hụt 15 phân là còn 4m15, độ cứng 30 tầm khoảng 1 cm, thế là mình đánh lục nha, tầm 35 4m độ lại là vừa. Đây, trọng lượng thì cân được là 480g, mã số 3, giá là 1 triệu như này. Đây, 1 triệu cho mình nha. Tiếp theo thì mã số 4. Số 4 thì đây sẽ có một con cần lục. Con này của Si này. Đây của Shimano nha. Xong Pro Sup nha. Ở đây thì nó có bị xước một xíu sơn ở đây. Con này độ dài cần là 4m05. Độ cứng là CST. CST thì đưa cho mình tầm khoảng 330. Hàng Indo xuất thị trường Nhật nha. Có mã code và tem vàng ở đây. Đây tổng thể này. Cái con này thì anh em lưu ý nha. Nó bị hụt nha. Thì bắt là bắt Fuji đời cao này. Khoen con này thì đã được thay nha này. Khoen con này thì là hiện tại là khoen Fuji xứ xám nha. Con này khoen zin của nó là khoen trắng nha. Khoen trắng thì giá thị trường nó lên cho mình tầm khoảng 5 triệu á. Thì con để cho mình giá tốt. Con này 4m05 nó hụt 10 phân nha. Nó hụt 10 phân, hiện tại nó còn là 3m95. Thì ngọn hiện tại rất là lớn. Ngọn của nó thì đo cho mình là ngọn tầm khoảng 3 ly hơn á. 3 ly 3.3 ly cho mình nha. Đây thì để cho mình giá tốt hơn. Nó có định vị này, định vị khoen này. Định vị khoen nha. Tổng thể này. Con này thì là Brosup thì đời cao của Si rồi. Có định vị khoen, định vị lóng hết cho mình ạ. Đây. Thay khoen thì khoen chuẩn luôn nha. Cổ theo cần cho mình luôn. Thế này, khoen đế ba của nó là có khoen chạy nha.
và là phụ di sợ sứ đá xám. Rồi con này thì đánh lục, con này hiện tại nó cứng hơn, nó tầm 1.33 cho mình á, hụt mà nó hạ 10 phân ngọn rồi thì nó sẽ cứng hơn nha. Thì pass cũng là pass cao cho mình luôn. Trọng lượng là 400g, mã số 4, giá 1.600.000 nha. Đây 1.600.000. Cái chỗ này thì xước sơn như này. Thì hàng tổng thể thế này, xước sơ sơ thôi cần thôi. Còn lại thì ok hết ạ. Mã số 5 như này, số 5 thì đây sẽ có một con cần lục carbon. Đây. Con này thì của hãng là West Now. West Now thì đa số là nội địa và hàng Korea. Độ dài con này là 4.5m nha, 4.5m. 4.5m. Đây, có tem vàng đầy đủ ở đây. Thì bát của cần là bắt gặp Fuji F7, dàn khoen Fuji này, đây loại xì đá xám nha. Con này ngọn của cần á, thì đo cho mình là ngọn lớn. Tầm khoảng vào 2.5 ly, thì con độ cứng tầm khoảng vào 25, thì ngọn sẽ có nước sơn màu trắng một này và hai khuyên chạy nha. Đây ngọn xin theo cần. Còn các lóng của lại của cần á là phơ carbon xoắn vân. Thì con tình trạng con này thì rơi cho mình tầm khoảng 80%. Hơi cũ nha, để cho mình giá tốt. Con này giá cho mình là 600.000 thôi. Đây. 4.5 cứng 25 nha. Đánh đầu cần, đánh gần bờ, đánh bạc bãi bạc biển được này. Rồi trọng lượng của cần á, thì cần được là 470g, mã số 5, giá 600.000 nha. Đây 600. Mã số 6 thì sẽ có một con cần lục như này. Con này cần lục của Gama nha. Đây Gama Kassu, 3 khúc ạ. Còn nguyên cái hộp đầy đủ này. Thì con này độ dài của cần là 4m nha, độ cứng 25, 25 tầm khoảng EX. Thì thông số nó ghi sẵn cho mình đây. 4m, trọng lượng 490g, đi kèm cho mình là 3 lóng nha. 3 lóng thu gọn 140cm. Cái ngọn của nó là 3.2 ly, gốc là 25mm này. Thì em sẽ lấy cần mình coi nha. Gama thì anh em ok rồi, con này dàn khoen, con này khoen xích nha. Cần rất đẹp. Những dòng thì nó cứng tầm khoảng vào DS. Thì con này thì cần thủ trước á, thì nó đã dán cho mình các cái miếng này nha. Cái này là định vị á, cái định vị các khoe lóng cho mình á, dắt nó theo lịch như này. Đây, cần thì còn rất là đẹp. Cái này thì nguyên dàn khoen của cần á, là dàn khoen full xích hết rồi. Đây, dàn khoen full xích nha, nó sẽ kèm cho mình là 4 khoen này, một cái đầu bu. Hai khoen dưới của nó là khoen đề ba, là khoen xích, khoen cân gập. Còn hai khoen trên của nó là khoen xích ba chân, khoen cứng nha. Ngọn 3.2 ly. Đây, tổng thể thì còn đẹp này. Gama thì anh em biết rồi, Gama thì dạng như là thương hiệu số 1 của Nhật cho mình rồi. Nó một đẳng cấp khác nha. Đây, cần rất là đẹp. Con này hầu như ra cho mình tầm khoảng trên 90%. Thì nó sẽ kèm còn cho mình này, cái hộp luôn nha. Còn hộp đầy đủ này. Đây Gama Kassu. Độ dài cần là 4m, độ cứng 25, tầm khoảng EX. Nó cứng tầm khoảng vào DS đối với cần rút nha. Đây, bắt gập Fuji. Đây, tổng thể này. Hai khuyên trên của nó là hai khuyên gập nha. Cần còn đẹp, nội địa Nhật cho mình ạ. Rồi con này để cho mình là giá 2 triệu nha này. Đây, giá của nó là giá 2 triệu nha. Gama Kassu, 4m cứng 25. Thì mình đánh đầu cần, đánh gần bờ cho mình ạ. Thì những cái hình cần ở đây á, anh em muốn xem rõ chi tiết á, cái inbox cho lo nha. Inbox cho lo thì em sẽ chụp hình từng mẫu cần gửi kỹ hơn. Rồi tiếp theo thì mã số 7 thì ở đây sẽ có một con cần tay. Con này cần tay rút của hãng Daiwa. Độ dài con này là 13 nha, 12 feet là 36. Hàng nội địa Nhật này, của dòng mono carbon. Đây cần rất là đẹp nha. Con này thích là mình rô giết mày dinh. Con này thì có cái đầu của nó sẽ có một cái chụp cao su thế này, zin theo cần. Ngọn của cần tôi đo cho mình là ngọn tầm khoảng vào 0.8 ly. Đây, độ cứng con này cho mình tầm khoảng 3H nha. Ngọn con này thì là ngọn đặc, ngọn long phộng này. Đây, tổng thể thế này. Phôi cần là phôi carbon xoắn vân. Tình trạng con này thì nó sẽ ra cho mình tầm khoảng vào trên 90% nha. Cần rất là đẹp. Đây, độ cứng tầm khoảng 3H thôi. Cần ra thẳng, thật là cho mình câu cảm giác. Con này nên câu suối, rô giết rất là ngon. Cần tay đai qua 3m6. Tay cầm của nó thì nó được cuốn chỉ này. Và gốc thì sẽ có cái dây bộ bảo hiểm sẵn như này rồi. Đây cần đẹp nha. Trọng lượng con này là 90g, mã số 7. Giá con này là giá 800.000 nha. Đây 800 cho mình ạ. Đây cần tay nha, của đai qua 3m6, 800.000. Tiếp theo thì ở đây sẽ có một con cần tay cho mình sang hàng. Con này thì sẽ có kèm một cái bao vải màu xanh thế này nha. Đây, tổng thể thế này. Cần này thì của hãng là Olympic nha này. Đây, cần này của dòng là Olympic Century nha. Cần rất là đẹp. Đây, của dòng Olympic này. Olympic nha. Olympic của cái dòng Superstar này, Power Carbon. Con này cần đã thẳng tắp nha. Độ dài của cần là 8m1. Thì cái tay cầm của nó nha, đã được cuốn dây mây và nắp chụp xoáy vặn cho mình ở đây. Đây, độ cứng con này thì hiện tại á, thì nó sẽ ra cho mình tầm khoảng từ 6-7H nha. Ngọn con này thì, ngọn của cần là ngọn 1.6 ly. Con này thì đã được cuốn chỉ nha, cuốn chỉ chống nổ từ gốc lên luôn này. Thế là bạn em mình sang hàng nha. Đây,
ngọn zin dao cần 1.6 ly, độ cứng tầm khoảng từ 6-7H, cần nó thẳng tắp đây. Đây, độ bu 360 độ chống xoắn. Phôi của cần là phôi carbon xoắn vân toàn thân này. Đây, cần có rất là sáng và đẹp nha. Mấy cái con này thì anh em có thể là mình về mình chấm chép mẹ zin gì được hết này. Đây, sang hàng nha. Lóng lết thì đẹp hết. Đây, tập thể thế này. Đã được quấn chỉ kim tuyến và lên kèo cho mình rồi. Đây, lóng rất đẹp nha. Cái lông gốc con này á thì nó sẽ cứng ngay đây thôi nha, dạng như có lông zoom như mình này, từ cái chỉ nó dày á, mình rút nó không vô thẳng hết. Còn cái lông trên thì ok rồi. Rồi, cần của Olympic 8m1 nó sẽ có một cái bảo vải kèm, độ cứng tầm khoảng từ 6-7H, hàng nội địa Nhật cho mình. Trọng lượng con này là 270g, tương đối nhẹ nha, cần đa thẳng, mã số 8, giá 1.200.000 ạ. Thế cho mình sang hàng nha. Tiếp theo mã số 9, số 9 thì ở đây sẽ có một con cần tay, con này thì hàng tuyển cho mình nha. Đây, cần tay của dòng đai quang. Thì phụ kiện con này thì nó sẽ có một cái bao vải đai quang và một cái nắp chụp zin cần theo kìa, thế này. Rồi thông số của cần như sau. Con này có zoom như này. Cần tay đai quang con này thì độ dày của cần á là 8m nha. Đây 8m và có chế độ zoom là 9m này. Đây 8m zoom 9m nha. Hàng đẹp mới tinh luôn. Có chế độ zoom. Hàng có bản là nội địa Nhật này, để made in Japan, có mã code và tem vàng đầy đủ đây. Tay cầm thì được làm nhám này, mình cầm chắc tay hơn. Đây cần rất đẹp nha, của dòng hàng X. Thì con này dài hết cho mình là 9m nha. Con này ngọn của cần á thì đo được cho mình xác, trên này là ngọn 1.4 ly nha, tầm khoảng 1.5 ly á. Độ cứng con này thì ra thẳng, nó sẽ cho mình tầm khoảng từ 6-7H cho mình. Phôi carbon xoắn vân này. Đây. Còn rất đẹp nha, mấy con này thì anh em cứ inbox riêng cho em thì em sẽ gửi hình cụ thể hơn. Đây. Trong lóng con này thì còn đẹp và sáng hết nha. Độ mới con này thì nó sẽ ra cho mình tầm khoảng vào trên 90% này. Đây, cho mình công cách sạc rằng hai anh em về sân hàng mới được nha. Cắm chép này kia. Rồi 8m thì mình rút ngang đây nha. Anh em câu 8m, còn anh em là muốn câu 9m thì mình rút lông zoom ra luôn. Để có lông zoom mình nha. Đây, lông zoom này. Phôi carbon xoắn vân. Cần rất đẹp nha. Con này 8m zoom 9m mà tương mà cần ra thẳng nha anh em. Ra thẳng và tương đối nhẹ cho mình. Trọng lượng chỉ có là 320g thôi, mã số 9. Giá 2.3 nha anh em. Con này giá là 2.300.000 nha. Đây, đây qua. Để dính keo nha, à, về chỉ có lau thôi, còn lại thì ok hết. Đây, cần rất là đẹp. Tiếp theo mã số 10. Số 10 thì ở đây sẽ có một con cần lưu, còn cần lưu 2 khúc máy đứng. Con này thì của đây qua luôn như này. Đây, của đây qua lưu 2 khúc máy đứng. Con này thì thông số như sau. Cần này cũng dòng là Liberty Club C-Bass, độ dài con này là 9 feet, là 2.7 m nha. 2.7 m, độ cứng là ML. Con này hàng của mình là Việt Nam xuất thị trường Nhật này. Đây, Việt Nam xuất thị trường Nhật nha. À, thông số tại mồi cho mình là từ 7 đến 235g, đánh hơi nhớ thật và được này. Tại cá từ 8 đến 16L bao, tầm khoảng vào 8 cái cá. Thì cái con này thì dàn khoen của mình là dàn khoen 3 chân hết nha. Đây loại xứ xít hết. Cái ngọn con này thì đo cho mình là ngọn 2 ly, ML thì 35g thì nhớ hơi nhớ thật được rồi. Trên này á, thì nó bị bể một miếng cho nên, cho là cái này bể thì không ảnh hưởng nha. Tại vì mình dắt cái ống vào để mình tháo ra, mình dắt cho mình xem. Cho là cái này thì không ảnh hưởng gì, thì giá sẽ để cho mình giá mềm hơn. Đây, đây qua nha. Anh em đợi xíu nha, để em dắt cái này cho mình xem kỹ hơn, cho nó bẹ một miếng á, trên á, cũng không ảnh hưởng gì đâu. Đây, cái này thì bẹ ở đây một miếng nha, bẹ một miếng nhưng mà cái này thì nó giấu ở trong rồi, nó âm ở trong rồi. Đây, không ảnh hưởng gì nha. Đây, cứng ngắt. Đây qua 2.7 m, độ cứng là ML của sầm Liberty Club. Việt Nam xuất thị trường Nhật, tem vàng đầy đủ, tổng thể thì con này sẽ rất là mới. Trên 90%, mới bẹ một miếng ở trên thôi nha. Trọng lượng con này thì cân được á, là 170g. Tương đối nhẹ nha, mã số 10, giá 1.2 triệu. Đây, 1.200.000 ạ. 2.7 ML của Daiwa. Rồi tiếp theo thì ở đây sẽ có một con cần lưu như này. Đây, con cần lưu 2 khúc của dòng Mysorap nha. Đây, còn mới tin cho mình, còn nguyên bao vậy đây. Cần 2 khúc máy đứng. Đây, còn rất đẹp nha, phôi hai da toàn thân này. Rồi thông số con này như sau. Con này là cần lưu 2 khúc. Đây, cần lưu 2 khúc nha, của dòng là Masocrap, dòng Cross Tiger. Độ dài con này là 8.6 m, 8.6 m là 2.58 m nha em, tầm khoảng gần 2.6 m cho mình. Thì thông số tại mồi thì nó sẽ ghi sẵn cho mình ở đây. Trên cần thì rõ hơn nha, nó sẽ có sẵn cho mình hết. Cần thì còn hầu như là mới tinh, chưa sử dụng qua luôn. Những cái dòng thì đa số là hàng trưng bày cửa hàng á, nên còn rất là mới. Con này thì PE của cần á, thì tầm khoảng từ 0.4 đến 1.2 nha. Đây, AZ size tầm khoảng 2.5 đến 3.5. Cái con này thì độ cứng của cần thì nó cho mình tầm khoảng với ML,
thông số tại mồi tầm khoảng từ 30g nha, 30 đến 30 đến 35g. Hàng của mình là hàng China xuất thị trường Nhật. Phôi là phôi carbon xoắn hai da này. Cái dàn khoen con này là dàn khoen full xích nha. Đây, khoen full xích chân cao. Thì con này ngọn cơ rất là nhỏ nha em. Con này độ cứng tầm khoảng bên ML thôi. Ngọn tầm khoảng 1 ly nha. 1 ly cho mình. Thế là cho anh em mình luôn cảm giác nha. Mấy con này thì siêu nhẹ rồi. Thì thông số thì nó không ghi sẵn trên cái cần nói thì để em cân cho mình. Tay cầm cán mút và pad là bên phận này, Maso Craft chính hãng cho mình luôn. Đây mới tin nha. Đây 8.6 nha, của dòng CSX. Con này thì 2m58, gần tầm khoảng 2m6, siêu nhẹ nha, trọng lượng của cần chỉ có là 110g thôi. Anh em lấy nha, 110g cho mình. Đây, cần rất đẹp nha, mới tin. Con này thì cửa hàng Nhật á thì nó bán cho mình giá là 12.000 yên. 11.300 yên á thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng vào cho 2 triệu nha anh em, 2 triệu hơn xíu đây, 2 triệu mốt đây. Thì con này mã số 11 để cho mình là giá 1 triệu rưỡi nha. Đây 1.500.000. Mới tin chỉ sử dụng qua nha. Tiếp theo thì ở đây sẽ có một con cần một khúc máy ngang. Đây con này thì cần một khúc máy ngang của hàng Abu nha. Đây dòng Abu Garcia. Con này thì nó thông số cần là độ dài cần là 5.3, là 1m59, tầm khoảng 1.6 cho mình đi. Thông số tại cá từ 4 đến 6 đến 4 là bao, tầm khoảng 7 kg cá. Lô thì tầm khoảng 1/8 đến 1/2 OZ, tầm khoảng vào 14g. Abu thì những cái dòng mà thì hàng của Thụy Điển rồi. Cái dàn khoen của cần là dàn khoen full sit gold nha. Đây full sit gold. Cái dàn khoen này anh em hỏi rất là nhiều này. Cực kỳ đã nha. Độ cứng con này thì nó rơi cho mình tầm khoảng vào ML, ngọn cần tầm khoảng 2 ly nha. 2 ly cần một khúc. Con này đem đi đu lóc đu chém được nha. Đây khoen sit gold nha. Cực kỳ đẹp. Đây, tầm khoảng ML cho mình thôi. ML thì nó dạng vừa nha, không cứng mà không mềm lắm. Rồi tay cầm con này thì bằng cán bần và pad là bách phận này, Fuji chữ vàng, máy ngang, Abu khoen sit gold. Trọng lượng cần thì là 120g, ngọn 2 ly, mã số 12, giá 1 triệu 2 nha anh em. Giá là 1 triệu 200 ngàn nha. Tiếp theo thì ở đây sẽ có một con cần một khúc luôn. Con này là cần một khúc máy đứng nha, mã số là 13. Cần một khúc máy đứng, cần này thì của dòng là Chenryu nha. Là Chenryu, Chenryu thì nội địa Nhật, made in Japan. Độ dài của cần là 2m1, độ cứng tầm khoảng từ 60 đến 80. Đây tem vàng đầy đủ nha, 60 80 thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng về M đến MH á. Tính nào cần zip cầu biển nha. Dàn khoen của cần là dàn khoen Fuji này, ba chân, đây loại xi đá xám nha. Nước sơn thì màu trắng cho mình. Một khúc 2m1. Mấy con này thì nó sẽ hỗ trợ cho mình cái đầu bu như này. Đây một cái đầu bu full xích chống xoắn này. Con này ngọn cần thì lớn, ngọn tầm khoảng 2.8 ly. Và dàn khoen Fuji này, ba chân xi đá xám hết. Một khúc của Chenryu thì đánh cực kỳ chắc chắn rồi. Con này thì anh em mình giết biển hay mình câu ngâm. Đây câu ngâm cô đơn là được nha. Tổng thể thế này 2m1. Tay cầm thì bằng cán mút và bát con này bắt vặn nha. Fuji chữ vàng. Gốc của nó thì sẽ có một cái dây buộc bảo hiểm như thế này. Đây Fuji Japan nha. Đồ điện Nhật made in Japan. Trọng lượng con này thì phôi tương đối dày 420g, mã số 13, giá 1 triệu 2 nha. Đây 1.200.000 ạ. Mã số 14 thì đây sẽ có một con cần, con này là cần cắm gốc. Đây con này siêu bạo lực nha. Thì đây mình câu biển này. Đây, siêu bạo lực cho mình. Thì con này thông số cần như sau. Cần này cũng dòng là Tifa nha anh em. Đây thông số cực kỳ chắc chắn nha. Ngược xíu. Con này là cần cắm gốc. Độ dài con này là 8.6, là 2.58, tầm khoảng 2.6 cho mình. Thông số tại mồi nha, 60-150g. Tại cá từ 30-54L bao, tầm khoảng vào 20-30 kg cá là được thoải mái cho mình đây. Đây dàn khoen của mình là dàn khoen full xích nha, ba chân khoen bướm. Con này bạo lực, độ cứng lên cho mình tầm khoảng ít thác cho mình nha. Đây ít thác cho mình nha, lực cứng siêu bạo lực rồi. Con này ngọn cần thì ngọn lớn, cho mình xem cái ngọn con này này. Ngọn con này thì đo cho mình là ngọn 3.6 ly này, nó sẽ hỗ trợ một cái đầu bu full xích chống xoắn đây. Và dàn khoen của mình là khoen bướm nha. Đây ba chân cực kỳ chắc chắn cho mình rồi. Cần thì còn rất là mới và đẹp, có độ mới rơi cho mình tầm khoảng vào trên 90% nha. Cho mình sẵn hàng. Đây, dứt bị mới dứt mùi siêu hoàng nặng á. Đây, tổng thể này, Fuji Japan cho mình. Con này thì để em đo cái ngọn của cần luôn nha. Để anh em mình đỡ thắc mắc này. Thì mấy cái cắm gốc á, thì nó sẽ không đồng đều, nó khó chia hơn. Cái ngọn của cần thì đo cho mình là ngọn tầm khoảng 2m cho anh em. 2m cho mình á. Ngọn 2m. Gốc con này thì đo được là 172cm cho mình đây. 7cm nha. Ngọn lớn 3.6 ly, độ cứng tầm khoảng với XH. Trọng lượng 470g, mã số 14, giá là 2 triệu 2 nha. Đây 2.200.000. Mã số 15 thì đây sẽ có một con cần cắm gốc. Đây hàng siêu khủng như vậy này. Con này thì hôm qua em có lên một con
nó bị hụt như này, còn 2m2 thì em đã bán rồi nha. Thì con này giá là 2 triệu, con này thì nó còn nguyên bản thì giá sẽ cao hơn. Con Shimano của dòng là Boss nha, dòng sát water, dòng Boss này. Và thông số con này là độ dài của mình là 8,6 nha, 8,6 thì cũng là 2m58, tầm khoảng 2m6. Con thích hợp cho này mình lô này, lô thịt 18 đến 80g, tại cá từ 14 đến 30 bao, tầm khoảng vào 15 cái cá. Hàng nội địa Nhật nha, có mã code và tem vàng. Thì cái dàn khoen của nó dưới này á, dàn khoen dưới là dàn khoen Fuji 3 chân, dàn khoen biển cực kỳ chắc chắn này. 1 2 3 khoen nha. Còn dàn khoen ở trên là khoen Fuji thế này. Khoen trên này thì nó mỏng hơn, khoen dưới thì nó chắc chắn hơn rất là nhiều. Có này ngọn cần thì đo cho mình là ngọn lớn như này, ngọn 2.8 ly. Thì nó sẽ hỗ trợ một cái đầu Fuji chống xoắn. Thì cái con hôm qua thì em bán rồi á, thì nó sẽ ngắn hơn nha. Người ta đã cắt ngọn xuống và thay đầu bu rồi thì nó sẽ bạo lực hơn. Con này hiện tại độ cứng của cần thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng độ cứng hát như này. Hát thì dạng như là cứng gần nhất cho mình rồi, thu ít hát này kia thôi. Đặt cần rất là đẹp nha. Thế cho nên mình dứt biển đánh bạo lực, cầu ngâm cầu đáy được đây. Đây tổng thể nè, đây Fuji Japan, tay cầm cán mút và pad là bất vặn này, Fuji Shimano dòng Boss cho mình. Con này thì em cũng đo cho họ cho mình nha, để nên mình dễ về mình bỏ bo này kia dễ hơn. Ngọn của cần là 183 cm, gốc của này thì nó sẽ dài hơn gốc hồi nãy. Gốc con này là 86 nha, đây 86 cm cho mình. Tổng thể thế này, trọng lượng cần thì cân được là 460g, mã số 15, giá là 2,4 triệu, đây 2,4 triệu nha. Shimano dòng Boss khoen xít hết bạo lực ạ. Ở đây có hai con này thì anh em đi câu biển á, xít hàng nặng như mình nha. Rồi tiếp theo thì đây sẽ có một số cần 2-3 khúc cho mình câu ngâm của lăng xê. Tiếp theo thì đây sẽ có một con cần của hãng Shimano như này, đây Shimano nha. Con này thì độ dài của cần á là 1m6 nha này. Con này thì đến đo lại nha, con này thì cái thông số nó phai rồi, mình cũng không có rõ lắm, nhớ là 1m6 cho mình thôi. Con này 1m8 như này, em nhầm nha, thông số là 1m8. Cần 2 khúc của hãng Shimano. Trên trạng thì con này sẽ có xước sơn nha, nó sẽ xước sơn như thế này. Đây vào đây nữa nha. Con này thì ngọn của mình á là ngọn đặc ngọn tháp, ngọn trên này là ngọn đặc ngọn tháp nha. Độ cứng con này thì 1m8, nó rơi cho mình tầm khoảng từ 80 đến 120. Dàn khoen của nó là dàn khoen Fuji nha, ba chân lợn sẽ đá xám. Đây nó sẽ lai một cái khoen giả quang như mình ở đây. Ngọn con này thì ngọn lớn 2.5 ly, độ cứng cao nha. Toàn thân là phôi hai da. Và chỗ này tay cầm một cán mút bắt đập bất vặn này, Fuji FPS D20 2. Để tổng thể thế này, thế thì mình cũng ngâm cô lăng xê nha, Shimano 1.8, trọng lượng là 240g, mã số 16, giá để cho mình là giá 550 nha, đây 550.000. Mã số 17 thì ở đây sẽ có một con cần là Hechi, còn là cần Hechi 2 khúc chuyên dụng cho này, mình cũng ngâm cô lăng xê nha, của dòng Mastart, độ dài cần là 2.1 này. Hàng có mấy lần nội địa Nhật nha, tem vàng đây. Con này ngọn của cần là ngọn đặc ngọn tháp đây. Con này ngọn cần thì đo sát cho mình á, trên này ngọn nhỏ như này. Ngọn đó cho mình tầm khoảng vào 1.5 ly. Độ cứng con này đó cho mình tầm khoảng từ 20 đến 30. Dàn khoen Fuji, ba chân đây loại sẽ đá xám. Phôi con này là phôi carbon nha, giả vân trúc vân gỗ này. Thì bái của cần á là bắt cặp Fuji F6, gốc của nó thì nó bằng cán gỗ cho này nha. Đây tổng thể thế này. Cần là cần 2 khúc nha. Hàng nội địa Nhật rất là đẹp, thích hợp mình câu bè, câu ngâm. 2m1 cứng tầm khoảng vào 20 đến 30, trọng lượng 170g, mã số 17, giá 500.000 nha. Mã số 18 thì ở đây sẽ có một con cần 2 khúc, con này bạo lực nha, con này là cần dây trong lên khoen như này, em lưu ý nha. Cần dây trong lên khoen 2 khúc, độ dài con này là 2m4. Hàng của mình là hàng Korea xuất thị trường Nhật này, con độ cứng cao nha. Ngọn khúc cần á thì đo cho mình là ngọn 3.4 ly, độ cứng con này rơi cho mình tầm khoảng vừa 80 đến 120 nha, đánh bạo lực cho mình ngọn 3.4 ly này. Thì dàn khoen của mình là dàn khoen Fuji nha, con đã được cho mình cái dàn khoen Fuji. Cái chỗ này thì là cái khoen cũ của cần nha, khoen dây trong á, tháo ra thì nó sẽ có một cái rãnh như thế này. Cái này là zin của cần nha, thì tháo cái miếng nhựa này, cái chỗ khoen rồi, khoen cũ cần á, cho không ảnh hưởng gì cho mình ạ. Độ dài là 2m4, độ cứng từ 80 đến 120, đánh cá tra cá chim bạo lực được, tay cầm cán mút phát vạn Fuji DPS, hàng Korea xuất thị trường Nhật ạ. Đây tổng thể nha, đánh cá tra cá chim bạo lực cho mình được. Trọng lượng cần là 320g, mã số 18, giá 600.000 nha. Đây 600. Mã số 19 thì đây sẽ có một con cần là 3 khúc, con này cần 3 khúc carbon. Độ dài của cần á là 3m, độ cứng 50 thì cũng dặn vừa, nó sẽ không cứng và không mềm lắm. Ngọn con này là ngọn 2.8 ly như này. Đây, độ cứng 50. Dàn khoen Fuji, ba chân lợi xí đá đen cho mình đây. Thế là cho mình đánh chép ao sông hồ dịch vụ được này. Tay cầm cán bút và phải có thể bắt vặn Fuji nha.
chữ vàng cho mình. Đây, gốc của nó thì nó sẽ có một cái dây buộc bảo hiểm ở đây, cái là cần 3 khúc, 3 mét độ cứng 50, trọng lượng 330g, mã số 19, giá 750 như này, 750 ngàn. Mấy cái chỗ này thì dính keo nha, tại vì hàng nó về nhiều quá em không có vệ sinh kịp cho mình được. Thì em sẽ lên video anh em mình tham khảo nha, rồi mình về mình cứ lau chùi được thôi. Cái này là hàng đa số là cửa hàng hết, nên cần có rất là mới. Tiếp theo mã số 20 thì sẽ có một con cần là 3 khúc của hãng Ryobi. Đây, Ryobi 3 khúc nha. Con này thì độ dài của cần á là 3 mét, độ cứng con này thì nó ra cho mình tầm khoảng 50, thì nó có bằng con mã 19 cho mình thôi. Thì ngọn con này thì đo cho mình là ngọn 2.8 ly, thì nó sẽ hỗ trợ một cái đầu phu xích chống xoắn ở đây. Còn dàn khoen còn lại là dàn khoen Fuji, ba chân lợi xích đã xám, tổng thể thì còn mới nha. Đây, tem vàng đầy đủ này, tay cầm của nó thì được bọc một cái màng, còn một cái màng này, màng siêu chưa bóc là mình luôn, và cán là cán gỗ này, phải có đắp bách phẳng Fuji chữ vàng nha. Đây, tổng thể thế này. Con này thì đa số là mua cửa hàng nên cần có rất là mới nha. 3 mét độ cứng tầm khoảng 50, trọng lượng con này là 230g, mã số 20, giá 750 này. Đây, 750 ngàn ạ. Rồi mã số 21 thì đây sẽ có một con cần bạo lực 2 khúc, con này của hãng Daiwa rất đẹp như này. Cần 2 khúc carbon của hãng Daiwa, đây dòng C Power. Độ dài cần là 2m4, độ cứng là 150 như này. 150 thì dạng bạo lực và cứng rồi. Hàng China xuất thị trường Nhật nha, có mã code và tem vàng đây, Daiwa. Con này ngọn cần thì đo cho mình á, ngọn lớn, ngọn 3 ly nha. Đây ngọn 3 ly. Dàn khoen Fuji 3 chân hết đây. Nước sơn thì màu xanh. Thế là các bạn mình cắt tra cái chim. Đây quăng bom bạo lực được này. Tay cầm cán mút và phá đập bình bạn này Fuji Daiwa chính hãng cho mình luôn. Gốc cần thì nó sẽ có một cái dây buộc bảo hiểm ở đây nha. Độ cứng 150 thì chung là dạng bạo lực rồi. Trên 80 thì bạo lực cho mình rồi nha. Đây qua. Trọng lượng con này á thì cân được là 310g, mã số 21, giá 1.600.000. 1.600.000 ạ. Cuối cùng thì mã số 22 thì đây sẽ có một con cần là 2 khúc nha. Con cần 2 khúc bạo lực cho mình đây. Cần này thì của hãng là Navigator, độ dài con này là 3m nha, 3m cho mình. Con này độ cứng của cần thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng vào 80 đến 100 nha. Ngọn cần thì ngọn lớn này. Con này ngọn của cần thì đo cho mình là ngọn 3.8 ly, 3.8 ly như này. Nó sẽ hỗ trợ một cái đầu bua full xích, còn lại dàn khoen của cần á là dàn khoen Fuji 3 chân. Đây, 3 chân loại siêu phát quang hết nha. Đây, tổng thể thế này. Navigator thì em biết rồi, đa số là hàng nội địa Nhật hết, rất là ít xuất thị trường nha. Đây, 3m. Tay cầm cán mút và pad vặn Fuji DPS. Cốc con này á thì được bọc một cái màng, bọc một cái miếng inox nha. Inox được cầm chắc tay. Còn dạng như có đối trọng á, mình có ra cần á thì cầm cái đít nó nặng á, dạng có đối trọng nhưng mình không bị mỏi tay nha. Gốc của nó thì sẽ có một cái dây buộc bảo hiểm ở đây. Rồi Navigator 3m, độ cứng là tầm khoảng vào trên 80 đến 100. Trọng lượng con này là 510g, mã số 22, giá 1.200.000, 1.200.000 như này. Đây hơi đau cổ này, nói hơi khàn khàn xíu anh em thông cảm nha. Rồi tổng thể từ đây sẽ có cho mình là 22 mẫu cần. Thì anh em ứng mẫu nào cứ comment mã số cộng số điện thoại nha. Chốt đơn liên hệ trực tiếp số điện thoại Zalo, thì em sẽ hỗ trợ cho mình tốt hơn. Rồi chúc tất cả anh em có một ngày đi câu thật nhiều cá, nhiều sức khỏe nha. Hẹn gặp video lần sau. Chúc tất cả anh em một ngày tốt lành ạ.